Chào các bạn, mùng 1 Tết đầu năm, mình chúc cho những các bạn làm ăn phát tài, được vạn sự như ý, muốn gì được đó. Ok. Thì một cái video này muốn mình cũng chia sẻ các bạn là mình tên là Jason nha. Thì video clip của mình là Guy's Advisor nha. Lý do mình lấy ra cái tên Guy's Advisor là một người cho ý kiến, dịch ra là một người cho ý kiến các bạn nha. Thì cảm ơn các bạn đã những chia sẻ với mình. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì Tết mùng 1 ở Mỹ, Việt Nam mình chùa chiền đi như thế nào, Việt Nam mình ở đây đi như thế nào, và có thể mặc đồ áo dài ăn đóng ở Việt Nam mình không nhé. Thì mời những các bạn chia sẻ với mình. Chào các bạn, mình đã đến đi một cái chùa này nữa. Thì cái chùa của Việt Nam, thì chùa này nó cũng rất là Việt Nam ăn Tết này. Coi, mời các bạn theo dõi những cái chùa này có cái gì đây nhá. Nương đi rất mà đem ra dẫn vô đó, hai người ra nó lấy luôn. Một mùng một Tết Việt Nam. Giờ mình vô chùa Sinh Lộc. Sáng mình đi được hai cái chùa rồi. Giờ đi cái này cái ba, cái thứ ba. Wow, cái mai đẹp ghê. Đốt ngang một cái rồi sau đó mình chia sẻ các bạn với nhau. Thì cái một cái thứ ba Cali thì ngày này thì rất là ngày thường, tại vì người ta đa số đi làm hết các bạn. Thì cái Tết đây thì năm này nó hơi buồn chút xíu, ít người. Và thật sự thì lòng người Việt Nam cũng có cũng nghỉ được ngày, ta đi cũng chùa này kia các bạn nha. Còn những cái còn cái phong tục của Việt Nam của mình nữa rất là hay, ở Mỹ rất là vui. Chúng ta là chỉ là ngày này ngày thường, bữa này là bữa thứ ba các bạn, từ thường thứ nhật thứ bảy đã được nghỉ làm nhé. Mấy trăm năm ở trong cái ví bạn chân giữ hả? Không, chân giữ cái ví là nhà nhà Thank you.
chai chùa con mùng một Tết đây các bạn, ngon ngon miếng cơm cái đường đồ chai này, chùa này mùng một Tết là ăn miễn phí nha các bạn, không tốn tiền nữa. Cái này là cái gì, xả thịt bò nha, thái bò ngon, già xả nên lưng mình cũng có nhiều người ăn các bạn, đúng không? Thì ở Mỹ này mỗi cái chùa khác nhau, tầm chùa tôi ăn miễn phí, năm chùa các bạn phải mua. Từ sáng giờ mình đi được ba cái chùa các bạn. Vì hai căn phải trả, còn căn này là ăn miễn phí. Miếng cơm này. Mình thì một năm ăn chay mặt nè, một đó là. Đó. Đồ hủ này nó làm vừa ngon. Cảm giác một năm mà ăn chay là nó ngon. Đây nó lạ.